kêu mấy người kia, kêu mấy người kia đừng đi, thì giận tấn tấn nó đang bị ấy, tấn nó đang bị kìa. Bơi nha cả nhà, giờ bơi hoàn tranh nha cả nhà ơi. Ồ anh có Nguyễn gì à, cái thằng xì mít đau cả nhà ơi. Ồ quá chơi quậy luôn rồi chứ Dũng ơi. Ôi chứ Dũng chọc Quỳnh kìa. Bữa nay là con Quỳnh. Đó giờ còn sẽ xuống nha cả nhà. Đó còn xuống còn vơi chúng mọi người nha cho vui nha. Đó mọi người đợi em xíu nha, giờ em đang xuống. Ơi cứu em. Ê sao bị? Cái tay rồi. Ê kêu ông kia, kêu mấy người kia, đừng đi. Thì giận tấn, nó đang bị ấy tấn. Tấn, nó đang bị kìa. Kêu quậy quá quậy luôn cả nhà ơi. Trời. Cứu em. Cứu nó đau thiệt chứ, nó chọc vô hai cái nó bí luôn á. Anh phải lấy cái dây anh đợi nó lên nó mới thở. Đúng rồi. Tao bị khóa luôn. Giống gì biết tao vậy á. Má không có nghĩa là dụng tục quần nữa trời. Giảng ghê luôn á. Anh Cấn ơi. Ủa có Nguyễn đâu rồi? Chưa, vợ em đang đọc. Không sao đâu. Sao ảnh luôn á. Cứu em. Rồi nhảy nhảy xuống đây là anh đụng đất luôn, không sao đâu, cậy không có cao. Nó không cố cố định, nó tuột cái tuột xuống luôn, trời ơi, hai da nó bị bấu vô. Cái tay bị không làm được gì luôn, cứu em. Đó sự cố nha cả nhà. Là nó mới hở ra. Đúng rồi, hở cái cây đó mình mới rút ra lại được. Trên kén này cũng được. Đúng rồi anh. Đó gì nè. Gì nè. Con bị hai cây nóng kẹp con gì nè. Y hình như cha tấn vậy, cũng như chúa Giêsu vậy. Không nghe nói chuyện luôn mà, cũng bị tụi có quần cũng có hai yên lắm. Cứu em. Cái gì nhỉnh đái bên kia hả? Nhỉnh đứng dậy còn mình đứng luôn. Bây giờ tay phiên nhau lai nha mọi người. Đó, Thư lên xong rồi là cái này sẽ còn sẽ lên thế cho Thư. Đúng rồi, cả nhà vui vẻ nha cả nhà. Nhau nha mọi người. Đó, vui vẻ nha, nói chung hôm nay là đi đảo Phú Quý nha. Chơi hết mình hết ra nha. Quá trời luôn. Ôi, ông nội ơi. Nè, khí ăn nè. Đó, bên đây có cái đảo nè. Ở qua để cắm không nhận cái anh cứ Nguyễn tranh thủ ghê á. Nó đang bị ống tụt quần mình xuống nữa. Không có giỡn nha, không dục nha, cầm hoài luôn. Chiều nay dậu lai tao diễn tả y hệt như vậy á. Thiệt bộ mày làm y hệt như vậy cho anh đi. Chiều nay diễn còn lai nha, chiều tối nay lai nha mọi người. Đó, nay chơi nguyên cả ngày cũng đuối luôn á cả nhà. Ừ. Rồi gặp sáng giờ mình chơi không? Ở trước ai rồi chào anh Dũng Nguyễn nha.
chào tất cả mọi người đang xem like nha. Xịn quá anh ơi, cứu em. Cảm ơn chị Anh Đọt nha, mời mọi người một thùng bia nha. Mọi người đã rất mạng nha, qua kia không có mạng nha. Qua đây có mạng nên like được lại vui vẻ phục vụ khán giả nha. Xuống bơi dịnh. Gì cứ ăn. Ta nói về mà. Rồi giờ mình nghỉ ngơi xíu để tối mình có sức mình chơi nữa. Nghỉ ngơi. Tối nay những con like cho mọi người. Tối rồi tối nay là lớn like của em nha. Nói chung. Ở sao có cầu thang lên phải không? Cho anh em đi lên. Lên về nè. Uống cái đầu cái đi mà. Đó phơi quá nãy giờ em uống 6 bê lon cả nhà ơi. Vinh dậu ghê vinh dậu. Đó hai hai đấu đi đấu đi đấu đi đấu đi. Đó gì xứng nhanh nhậu à đó. Đó. Đấu đấu nhau nha. Xứng chạy gì xứng chạy rồi. Xứng chạy rồi chứ không lại rồi xứng. Rồi giờ bắt đầu mọi người cũng đuối hết rồi mọi nhà. Nãy giờ uống á thì có còn uống 6 bê lon rồi mấy người kia uống cũng cả chục lon hơn rồi. Chục lon 15 lon rồi. Đó giờ mọi người lên đó rồi về lại villa nghỉ ngơi nha cả nhà. Lúc đi xuống nó bị cụt á. Cái cụt cái chân á. Không hiểu luôn á. Tại đi đưa cái mặt xuống chứ đâu đi đưa mặt sau đâu. Tại mình cầm máy mình đưa xuống để mình quay luôn. Tái cột cái chân á. Rồi giờ anh Vinh lên nha, dì Sưng lên, anh Dậu lên nha cả nhà. Trời ơi, chuyện chơi quá, quá đầy thú vị luôn trời ơi. Nãy còn mới bị một cú trượt đây trời ơi, muốn. Bây giờ anh đưa cho anh vô trọng đi. Đó, tướng con tàu nó vậy nè mọi người, đó nó đưa cái tay qua vậy nè, đó, nằm vậy nè. Em không nghĩ em bị trượt luôn á. Tại nãy em đưa cái mặt ra trước, em đi xuống em trượt cái chân. Giờ bắt đầu mọi người lên tàu hết rồi nha, bắt đầu chuẩn bị về lại villa nha cả nhà. Nghỉ ngơi vài tiếng xong rồi chiều nay nhậu tiếp nha cả nhà. Livestream tiếp nha cả nhà. Anh ơi chở ra bè mua đồ ăn anh. Hả? Chở ra bè mua đồ ăn. Bây giờ là mình ăn cái bè hay là ăn. Đã mua đồ ăn. Mua thôi, mua đem về. Bác không? Rồi giờ bắt đầu mua hải sản thêm nha cả nhà. Rồi mọi người ăn luôn mà. Biết lòng khoan. Dạ. Đó ai cũng bơi hết rồi mà. Mọi người hẹn mọi người vào cái like tối nay nha mọi người. Tối nay tụi em sẽ nhậu ở villa. Rồi tụi em sẽ ăn uống này kia đồ xong rồi là sẽ like trực tiếp khán giả nha. Chào anh Vũ Nguyễn nha. Nãy em mới bị xém bị xì mít đau nha anh ơi. Trời ơi em vô cái khới em kêu cứu em với chứ Dũng ơi. Chứ kêu được em thôi 14 gồm mắt của nó là cũng ra đi luôn rồi mọi người. Cuối năm anh Vinh, anh Vũ Nguyễn nói cuối năm nha anh Vinh ơi. Cuối năm anh Vinh ơi. Anh Chu Uyển, anh nãy thấy tàu nó bị gì không? Chị Uyển nó xuống cái thang trước gì này anh Chu Uyển. Đi hình chú Su nó thiệt con gì nè. Mà cái mặt nó dòm lên nó kêu được tiếng 2 tiếng cứu rồi mà nó ke tay nó bị cái cầu thang kẹt. Cứ ngắt luôn. Mà tính bóp cái mày. Cho khán giả coi kẹt gì nè mọi người thiệt không? Nó đứng hình luôn. Nó đứng hình nó dòm rồi nó dòm thẳng vô cái học con mắt nó không biết đâu bị tức bị thuộc quần rồi nó im gieo. Đúng nó bị rồi chứ cũ rồi chứ giờ cũ quần ăn làm gì làm đi. Dạ giờ này là phải tranh thủ về nha, tại thủy chiều á bọn chú anh ơi. Thủy chiều nó mà rút là canoe dính lại luôn là không có rút ra được nha. Rồi em biết rồi nha chị Khấm Ghi Đổ ơi, ok nha chị ơi. Sao cấm về sớm vậy? Cả của em chơi từ lúc 10 giờ cái giờ rồi đuối rồi chị ơi. Ăn nhậu nữa đi,
Hôm qua giờ đâu được ngủ nhiều đâu, ngủ được có 1 tiếng 2 tiếng hả chị ơi. Trời, anh cười dữ vậy. Anh thấy đứa em của anh bị gì, anh vui lắm anh Vũ Nguyễn. Tay ướt quá mọi người ơi, thông cảm nha. Gì vậy? Ok nha anh ơi, chị Hương Nguyễn ơi. Chào mọi người nha. Trời ơi, mọi người ơi, bây giờ cập bến rồi nha cả nhà ơi. Bây giờ nó về lại đất liền rồi, bên đảo Phú Quý rồi nha. Bây giờ nhóm chúng em sẽ về lại villa nghỉ ngơi nha. Rồi chiều nay tiếp tục tăng nữa nha. Giờ cả đang mua, sẽ ghé mua hải sản. Nhóm về lại villa nha cả nhà. Đó, ai cũng đuối rồi, nghỉ mệt thôi nha cả nhà, nghỉ vài tiếng xong rồi chiều nay ngồng tiếng nha cả nhà ơi. Đó giờ để lấy chìa khóa phòng đó, vì Sưng ngủ với Quỳnh nha, còn anh Dậu ngủ một mình phòng này nha. Đó, anh Kinh Đình ngủ đâu anh Kinh Đình? Ngủ gì vậy? Ngủ vĩnh, trời ơi đang ngủ trai đẹp luôn. Ủa anh cho lấy chìa khóa anh phòng 104 anh. Anh có cái đàn gà được anh. Đó, phòng đây cũng rất là đẹp nha, đây cho thuê villa mà có lễ tân nổi đây luôn nha. Nói chung coi nhà giùm mình luôn, quá tuyệt vời luôn. Đó, giờ ngoài đây kìa, đây cái view ngoài đây. Đó, phòng của Di Sưng đẹp nha cả nhà. Di Sưng, mở đèn chưa? Đó, phòng của Di Sưng nha, có view biển nha. Phòng của con cũng view biển nha cả nhà. Đảo Phú Quý, đó mọi người thấy sân không? Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó, đây có vẽ một bức tranh đảo Phú Quý nha. Đó, còn bên đây là cái sân để mình ngồi ở đây mình nhậu hay là mình ngồi chơi uống cà phê. Đó, có một gốc cây để mình có một cái xích đu để mình chụp hình nha cả nhà. Đó, có xích đu ở đây luôn nè. Quá tuyệt vời luôn. Còn trước đây là view biển luôn nha. Biển này còn biết tắm đâu không? Đỏ hay bật nó có làm chống sạt lở nha, mới làm cái này. Đó, view biển nha, phòng còn là phòng trước mặt nha cả nhà. Đó, phòng Vĩnh là trên lầu nha cả nhà. Đó, phòng Vĩnh là lầu 2 nha. Đó, phòng còn là lầu 1 nha. Đó, cũng Vĩnh là trên lầu còn một lầu. Đó, villa này quá tuyệt vời luôn. Phòng cái villa này là tổng cộng là cỡ 7 tấm phòng luôn. Nói chung là đi có 10 người, 12 người mà 7 tấm phòng là dư. Nên anh Gà ngủ có một mình nè. Có một hai người ngủ một mình, với Dũng cũng ngủ một mình luôn. Dư phòng quá. Thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn mọi người clip nha. Clip sau nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Luôn ủng hộ em và nhóm nha. Cảm ơn cả nhà nha.